Ông Lê Huy Toàn, 56 tuổi, Phó Chủ tịch Nha Trang, bị Tòa án Nhân dân Khánh Hòa tuyên phạt 9 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, chiều 28 tháng 2. Cùng tội danh, Lương Văn Giác, 35 tuổi, chuyên viên phòng tài chính kế hoạch Nha Trang nhận mức án 6 tháng tù treo, Võ Mỹ, 58 tuổi, chuyên viên phòng đô thị Nha Trang bị 6 tháng tù. Ông Lê Huy Toàn, Phó Chủ tịch Nha Trang, nghe tòa tuyên án chiều 28 tháng 2. Ẩn, Xuân Ngọc. Vũ Thị Mai Hương, 51 tuổi, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phước Long, và Nguyễn Đức Cường, 41 tuổi, cựu cán bộ địa chính phường này, bị phạt 18 tháng tù về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Mức án của tòa tuyên phạt 5 bị cáo cao hơn so với mức. Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo đã gây tâm lý hoang mang, gây mất lòng tin của người dân, do vậy cần xử lý nghiêm. Hội đồng xét xử nhận định, ông Lê Huy Toàn được phân công làm chủ tịch hội đồng hỗ trợ tái định cư, đã tổ chức các cuộc họp không đúng thành phần tham dự. Bị cáo thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát nên đã ký cấp đất cho các hồ sơ giả để nhận bồi thường, và làm sai lệch diện tích cũng như nguồn gốc đất. Nhà. Những vi phạm này khiến Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang phải ra văn bản hủy các quyết định cấp đất tái định cư 71 hồ sơ giả, gây thiệt hại gần 300 triệu đồng. Đối với bà Vũ Thị Mai Hương là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường nhưng không làm đúng trách nhiệm. Khi cấp dưới trình các hồ sơ bị cáo đã không kiểm tra, xác minh chặt chẽ mà ký duyệt dẫn đến sai sót. Còn Nguyễn Đức Cường với tư cách cán bộ địa chính, nắm các hồ sơ về đất đai. Tuy nhiên, bị cáo Cường không mưu chuyên môn, xác minh các hồ sơ cho lãnh đạo mà chỉ dựa vào tài liệu chủ đầu tư cung cấp. Tương tự, Võ Mỹ và Lương Như Giác đã ký xác nhận các biên bản về đất đai, gây sai lệch hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi không kiểm tra hiện trạng nhà đất thực tế của các hộ dân tại dự án. Ông Lê Huy Toàn, giữa cùng các bị cáo tại phiên tòa chiều 28 tháng 2. Ẩn, Xuân Ngọc. Theo cáo trạng, ông Toàn cùng nhiều người bị cáo buộc đã lập, làm giả gần 50 hồ sơ để hưởng bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi được phân công nhiệm vụ trong tổ công tác giúp việc hội đồng bồi thường trong dự án dự khu đô thị Hoàng Long, rộng hơn 25 hectare tại phường Phước Long. Sau khi vụ án bị phát hiện, những người này bị khởi tố vào cuối năm 2018, được cho tại ngoại. Ông Toàn sau đó bị đình chỉ sinh hoạt đảng, đại biểu của Hội đồng Nhân dân thành phố Nha Trang. Trong thời gian qua, ông Toàn vẫn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, nhưng không được phân công công tác. Xuân Ngọc Lex, Blog X, Oi.